Gia gia Trương Nhi khóc sưng húp bỏ việc về chịu tang mẹ sau việc ồn ào chia buồn cú sốc quá lớn. Sau một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, mẹ của Gia Gia Trương Nhi đã qua đời, nhiều sau việc gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ diễn viên. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Gia Gia Trương Nhi đau buồn chia sẻ, một năm mẹ chiến đấu với ung thư, mẹ đã mạnh mẽ lắm rồi, mẹ yên nghỉ nhé mẹ. Sau khi nghe tin mẹ của Gia Gia Trương Nhi qua đời, nhiều sau việc như Thúy Hạnh, Huy Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Khải Như, Tóc Tiên, Vĩnh Thụy, Quang Đăng, Trúc Diễm gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên. Nhiều sau việc gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ diễn viên Gia Gia Trương Nhi. Được biết trong một năm mẹ chiến đấu với căn bệnh ung thư, Gia Gia Trương Nhi đã luôn sát cánh động viên tinh thần để mẹ vượt qua những cơn đau. Gia Gia Trương Nhi cũng từng tham gia các hoạt động thiện nguyện kêu gọi mọi người ủng hộ bệnh nhân bị ung thư. Mai Phương rạng rỡ hội ngộ đồng nghiệp trong lễ giỗ tổ nghề sân khấu. Mai Phương vừa trải qua đợt điều trị ung thư phổi cũng có mặt dâng hương tổ nghề cùng với anh chị em nghệ sĩ. Hàng năm cứ đến dịp 12 tháng 8 âm lịch, giới nghệ sĩ có nhiều hoạt động để tưởng nhớ những bậc tiền bối trong nghề, còn gọi là giỗ tổ nghề sân khấu. Họ sẽ mang lễ vật đến các sân khấu lớn dâng lên tổ nghề với mong muốn có một năm làm việc thuận buồm xuôi gió. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, các sân khấu và nghệ sĩ miền Nam rộn ràng tổ chức lễ giỗ tổ nghề. Sân khấu Hồng Vân có sự góp mặt của các diễn viên như Hồng Vân, Đức Thịnh, Minh Luân, Huỳnh Đông, Lê Phương, Lê Giang, Huỳnh Đông, Ái Châu, Mai Phương vừa trải qua đợt điều trị ung thư phổi cũng có mặt dâng hương tổ nghề. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thực hiện nghi thức cúng tổ nghề sân khấu. Sân khấu kịch Hồng Vân là tâm huyết của nữ nghệ sĩ, nhưng nhiều lần vì làm ăn thua lỗ phải đóng cửa. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân từng chia sẻ, cô lỗ 2 tỷ đồng vì duy trì sự hoạt động của sân khấu kịch, tuy nhiên hiện tại sân khấu vẫn được mở cửa bình thường. Mai Phương rạng rỡ đi cúng tổ nghề sân khấu, sau gần một tháng điều trị ung thư phổi, nữ diễn viên đã khỏe hơn và có thể đi lại được dù xương còn rất yếu. Thành tâm tri ân và kính mong tổ nghiệp tiếp tục thương và cho con phép màu để quay lại sân khấu phục vụ khán giả, Mai Phương bộc bạch. Mai Phương từng có nhiều năm diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân. Ốc Thanh Vân và Hòa Hiệp, thời gian qua Ốc Thanh Vân là người túc trực giúp đỡ cho diễn viên Mai Phương. Lê Giang thành khẩn trước bàn thờ tổ, năm qua nữ diễn viên gặp ồn ào khi tố chồng nghệ sĩ Duy Phương đánh đập cô. Duy Phương đã lên tiếng phản bác khẳng định mình không bạo hành Lê Giang. Lê Lộc cùng mẹ Lê Giang thành tâm cúng tổ. Lê Phương một mình đến cúng tổ ngành. Học trò cưng của Hồng Vân là Xuân Nghị, con trai nuôi của vợ chồng Hồng Vân, Minh Luân, vợ chồng Huỳnh Đông và Ái Châu. Thúy Ngân được khán giả yêu thích sau khi hóa thân vào vai Hưng Đổng Đảnh ích kỷ trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Dàn sau việc thành tâm đi cúng tổ tại nhà thờ tổ 100 tỷ của Hoài Linh ngày thứ hai, ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ quan trọng của giới nghệ sĩ Việt Nam. Do đó các nghệ sĩ bận rộn thế nào cũng dành thời gian chuẩn bị lễ vật đi cúng tổ. Năm nay nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh quyết định mở cửa nhà thờ Tâm Linh Việt 2 ngày để nghệ sĩ đến dâng hương. Nam danh hài tất bật chuẩn bị mọi việc kỹ càng cho mỗi buổi lễ rước kiệu dâng hương. Nếu như hôm qua, nhiều nghệ sĩ như Lệ Quyên, Bảo Thi, Angela Phương Trinh không ngại đường xa đến nhà thờ tổ tại quận 9 do Hoài Linh xây dựng, thì hôm nay không khí giỗ tổ vẫn diễn ra thật náo nhiệt. Vào sáng 21 tháng 9, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tiếp tục đến dâng hương tổ nghề như Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành, Nhã Phương, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, Khay Thiên Nguyễn, Tóc Tiên, ST, Trương Quỳnh Anh, Anh Đức, Trác Thúy Miêu, Trang Pháp, Băng Di, Hoàng Yến Chi Bi. Hồ Ngọc Hà có mặt từ sớm để cúng tổ tại nhà thờ Tâm Linh Việt của nghệ sĩ Hoài Linh. Nghệ sĩ Trấn Thành một mình đến cúng tổ. Anh cùng Trác Thúy Miêu ngẫu hứng song ca để dành tặng cho bà con có mặt tại nhà thờ tổ. Nhã Phương một mình đến nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh. Ngay khi vừa xuất hiện, cô đã được cánh phóng viên săn đón. Nhã Phương nhanh chóng di chuyển vào chánh điện để cúng tổ. Đi cùng Nhã Phương là hội bạn thân Ái Phương, Minh Thảo. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang né tránh cánh phóng viên vì để mặt mộc.
ST điển trai đi cúng tổ. Trương Quỳnh Anh một mình đi đến nhà thờ tổ Hoài Linh để cầu mong một năm thuận buồm xuôi gió. Á hậu Nguyễn Thị Loan đi cùng một người bạn thân trong nghề. Khay Thi Nguyễn, nghệ sĩ hài Anh Đức, Trang Pháp Băng Di, siêu mẫu Minh Trung, Phạm Văn Mách. Nhã Phương lẹ bóng đi dâng hương tổ nghiệp tại đền thờ của Hoài Linh. Nữ diễn viên đi cùng với bạn bè chứ không có mặt của Trường Giang tại đền thờ tổ nghiệp. Vào ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm, tất cả mọi người làm các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật đều háo hức và đi khắp các địa điểm sân khấu nhằm dâng hương lên tổ nghiệp. Vừa qua 21 tháng 9 nhằm ngày 12 tháng 8 âm lịch, Nam Danh Hài đã bắt đầu mở cửa và chuẩn bị tổ chức lễ cúng tổ. Đây là lần thứ 3 Hoài Linh thực hiện buổi lễ tại một nơi vô cùng hoành tráng như thế, và nơi đây cũng là điểm mà mọi người mong muốn được đến nhất trong ngày tưởng nhớ tổ nghiệp. Vào khoảng 1 giờ trưa, nghi thức dâng hương lên tổ đã được thực hiện trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và nghệ sĩ. Đặc biệt, Nhã Phương đã âm thầm đến cúng tổ. Cô đi cùng Ái Phương và một số bạn bè, chứ không có sự xuất hiện của ông xã Trường Giang. Khi vừa đến nơi, nữ diễn viên đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhã Phương diện trang phục đen, cô mang kính để không gây sự chú ý của mọi người. Cô liên tục lấy tay che mặt khi phát hiện ống kính đang hướng về phía mình. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng nữ diễn viên vẫn toát lên được nét xinh đẹp rạng ngời. Chỉ còn vài ngày nữa thì cô và Trường Giang đã chính thức là vợ chồng. Có lẽ cả hai không đi cùng để giảm thêm sự săn đón của mọi người xung quanh. Trong những ngày này, cô nàng tất bật hoàn thành công việc cũng như lo liệu các khâu cho đám cưới sắp đến. Khi thắp hương xong, cô nhanh chóng rời đi bằng xe riêng. So với những lần xuất hiện trước đó, Nhã Phương cởi mở và không né ống kính máy ảnh. Nữ diễn viên tỏ ra khá thoải mái trước ống kính máy ảnh. Cô đeo nhẫn đính hôn trên tay trái. 9 thức lộ ảnh cưới lung linh như cổ tích của Trường Giang và Nhã Phương. Chỉ còn ít ngày nữa, thời khắc trọng đại của Trường Giang và Nhã Phương sẽ chính thức diễn ra. Ảnh cưới của cặp đôi vừa được chia sẻ. Chỉ còn ít ngày nữa, hôn lễ của Trường Giang Nhã Phương sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, an ninh trong đám cưới sẽ được bảo mật tối đa. Khách mời chỉ gồm 200 người là người thân, bạn bè và nghệ sĩ trong showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Nam Cường. Giống như đám hỏi được tổ chức ở Hội An cách đây ít lâu, thông tin về ngày trọng đại của danh hài xứ Quảng và nữ diễn viên tuổi thanh xuân khá ít ỏi. Trước đó, Nhã Phương đã tổ chức tiệc độc thân vào tối 20 tháng 9 với sự góp mặt của những người bạn thân thiết. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân vui vẻ chơi đùa, hào hứng tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trước khi trở thành người phụ nữ đã có gia đình. Nếu như nhà thiết kế Chung Thanh Phong vừa hé lộ một trong ba mẫu váy cưới Nhã Phương sẽ mặc, thì ảnh cưới của cặp đôi cũng vừa được hé lộ. Nhã Phương diện váy cô dâu, trong khi đó ông xã của cô là Trường Giang diện vest bảnh bao, cặp đôi nắm tay nhau đầy ngọt ngào và lãng mạn. Ảnh cưới của Nhã Phương và Trường Giang được hé lộ. Cặp đôi từng diện trang phục cưới gây xôn xao cộng đồng mạng cách đây khá lâu. Nhà thiết kế Chung Thanh Phong là người được Trường Giang Nhã Phương tin tưởng và giao trọng trách thiết kế váy cưới từ lễ đính hôn cho đến buổi lễ thành hôn long trọng sẽ diễn ra sắp tới. Với ekip chuyên nghiệp từ khâu make up, chụp ảnh cho đến trang phục, Chung Thanh Phong chắc chắn sẽ phù phép để Nhã Phương trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, cùng sánh bước bên Trường Giang tiến lên lễ đường trong sự kiện trọng đại cuộc đời mình. Không chỉ hình ảnh của bộ ảnh cưới, trước đó nhà thiết kế Chung Thanh Phong cũng chia sẻ những hình ảnh về bản phác thảo những chiếc váy cưới được Nhã Phương diện trong buổi lễ thành hôn. Dễ dàng nhận thấy Nhã Phương luôn chọn cho mình một phong cách nhẹ nhàng, không quá táo bạo, tuy nhiên vẫn tôn lên được vẻ gợi cảm một cách tinh tế nhất. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày, đồng nghiệp thân thiết trước đó đã xác nhận về việc có mặt trong lễ cưới và có những màn chúc phúc cực lầy dành cho cô dâu và chú rể. Sóng gió rồi khi cũng qua, cuối cùng những người yêu nhau rồi trở về bên nhau, hãy chúc phúc cho Trường Giang Nhã Phương vì họ đã trải qua đủ sóng gió, đủ thử thách, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc này. Sau scandal cãi vã vì người thứ ba, tiếng luật bí mật làm điều này cho Hoa hậu hài Thu Trang. Thu Trang dành tặng ông xã một nụ hôn ngọt ngào thay lời cảm ơn về món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa. Thu Trang tiếng luật được biết đến là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực sân khấu hài kịch. Không chỉ thành công về công việc, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cậu con trai ngày càng kháu khỉnh.
Tính đến hiện tại, cặp đôi đã có hơn 10 năm sống bên nhau, nhưng cả hai vẫn khiến nhiều người ghen tị với những hình ảnh ngọt ngào và mặn nồng. Mới đây, vợ chồng diễn viên Thu Trang Tiến Luật vừa kết hợp tham gia ghi hình chương trình Việt Nam Tươi Đẹp và nghỉ ngơi tại đảo Phú Quốc. Chuyến đi trùng dịp sinh nhật của Thu Trang nên Tiến Luật bí mật chuẩn bị món quà tặng bà xã. Thu Trang hạnh phúc khi ông xã trang trí bong bóng hình trái tim trên chiếc cano. Thu Trang không kìm được cảm xúc với món quà ông xã dành cho mình. Bánh kem in hình vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật và cậu con trai hạnh phúc bên nhau. Thu Trang dành tặng ông xã một nụ hôn ngọt ngào thay lời cảm ơn. Nữ diễn viên tâm sự, Tiến Luật không phải tiếp đàn ông lãng mạn, nên đây là lần đầu tiên chị nhận được quà sinh nhật bất ngờ thế này như ngày sinh nhật. Thu Trang hôn ông xã Tiến Luật đắm đuối trên cano.